một cái đời sống mới mấy nghìn năm sau, khi cái thế giới này hiện bây giờ sống chỉ có cái lòng nhân ái mới tiếp tục sống được, đoàn kết và nhân ái thì mới tồn tại. Nếu mà không có hai thứ đó, những cái ác sẽ không thể nào tồn tại được, tất cả những cái giả dối đều phải đi hết. Đó là cơ trời. Mà Kiệt lên đây những cái clip đầu tiên cũng từ năm 2018 Kiệt báo động, mà hôm nay Kiệt báo động tính tới bây giờ là 2 năm. Thế clip này 144. Không biết ở ngoài đó những người có đầu óc không biết họ nghĩ gì về Kiệt, nhưng mà Kiệt rất là thật tình, chân tình và nói từ cái tâm, nói những cái gì sự thật, để cho trước tiên cho mình có đời sống tốt, gia đình mình có đời sống tốt, quốc gia mình cũng tốt, thuận thiên. Nên nhớ coi lại clip cũ từ con dế lửa, con dế than, clip 130 mấy, 140 mấy gì đó, coi lại đi. Kiệt có nói để cho nước Việt ngày xưa đó, mấy vị chỉ là giống như thay đổi, gọi là lọc, sàng lọc. Nhưng mà mấy vị mà ở bên kia, các lãnh đạo của mình đó, không có thuận thiên, vẫn là nghịch thiên. Cho nên khi nghịch thiên thì hôm nay câu chuyện lại là khác. Tại vì trên từ bi cho Kiệt lên nói là mục đích cho tất cả các những người mà hiểu về thiên cơ để mà thay đổi cho kịp lúc kịp thời. Trên thượng đế không có muốn hủy diệt mình và cũng không có muốn làm cho nhiều người bị chết chóc đổ nát. Để mà mình bước qua một cái thời đại gọi là cực kỳ sung sướng, vừa không có ác mà lại có Đức Phật xuất hiện. Đức Phật Di Lặc là một vị rất là được thượng đế và cha là thượng đế và tất cả hội đồng chư Phật chọn vào cái thời kỳ này để mà dìu dắt nhân loại sống ra một cái thời đại rất là cực kỳ thông minh, rồi tiếp xúc với những người ở ngoài không gian để mà đi du hành không gian, để con cháu của mình, cho nước Việt sau này thành cường quốc. Hôm nay không phải là cường quốc, hôm nay là te tưa tê tả,